Đấy, được rồi. Rồi. Tên anh là bé là Leo luôn này. Thì đúng rồi, anh để nickname luôn nhau thế mà. Chờ nha, chờ nha. Rồi chơi. Nhạc quá nhẹ. Nhạc nhẹ nhàng quá nè. Em sẽ đóng vai trò là phiên dịch cho anh nhá. How was your day? Đấy. Ê, bây giờ anh là vợ hay là chồng? Anh thích ở trên hay ở dưới? Chồng ơi. Anh quen công rồi. Đây là con của mình đấy anh Leo ạ. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that. Vợ chồng mày đang chuẩn bị ly dị anh ạ. Bà vợ ấy tên là May. Đấy, đây là hai con búp bê. Con này chơi bùa à? Búp bê. Let's stay friends forever. I love you. Trời ơi. Chơi. Mẹ lại xem lại từ đầu rồi. Xem lại đi cho anh hiểu. Con bé nó đang mày tình cảm lại chơi bùa à? Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Ai đây? Dr. Hakim à? Book of love. Look. It says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Đúng rồi, tình yêu là phải cố gắng. Mom, Dad, I wish you could be friends again. Ôi thôi, con đã chơi bùa rồi anh Leo ơi. Con bé đã chơi bùa nghe mẹ rồi. Mẹ em bảo bùa thật mà. Bùa thật thôi. What have you done? What? What? Why do you always blame me? Đấy, sao mà... Yes. Why do you cái gì đấy? Thank you. Oh, oh. What is that? Đây là anh Dũng. Đúng rồi. I'm Dr. Haki. Thôi, thằng búp này nó nhiều quá. Bọn tôi đang muốn xem màn hình của em nào. À, em màn hình bên trái. Anh nhảy như nào? Nhảy cách à? Ship làm không, gì? Không, à, ship để nhảy này. Ra đây để hướng dẫn này. Để anh ra đây. Nhìn anh này. Anh trông lờ mao đây, chạy ra đây. Nhanh lên. Ôi, địt mẹ, muốn lăn luôn. Anh xoay màn hình đi, anh dùng chuột xoay màn hình đi. Nhìn em này, trông đéo xoay cứ địt mẹ như con tăng bằng. Cái địt, dùng chuột đi. Bật dùng như nào? Thì anh di cái chuột đi để nó quay màn hình. Đây, à, đây em này, em sao, này. Sao chuột chậm ấy, làm nào để chuột nhanh lên nào. chuột chỉnh chuột nào đây anh em ơi. Chưa? Ra đây. Ra đây. Anh ra đây. Thấy cái cầu chì này không? Ơ, hai cái gỗ này. Nhìn đây, lý đây. Nhìn cái chó gì? Ra đây bấm cái cầu chì đi. Một mình em không đủ. Ê, người chồng bất lực rồi. Nghe không? Ghê vậy? They're alive. What is going on here? I have no clue. Giữ quy để bỏ qua. Whatever's going on. Bỏ qua luôn. Trời ơi, bỏ đi. Rồi. Nói nhiều làm gì? Cầm anh ơi. Đi đâu? Nhảy lên đây à? Let's get those fuses. Lắp ổ nào? Anh lắp vào đâu cũng được, tối mai hay là được mà. Nó có hai ổ mà. Thì nó là giống nhau mà. Nhanh lên anh chồng ơi. Rồi, bây giờ anh em mình phải lên trên kia lấy một cái trên kia kìa. Nó đâu rồi? Ôi, nó chạy rồi anh ơi. Nó chạy lên trên rồi, ông anh nhìn đâu đây? Đâu rồi, nó đâu? Đây, anh phải bật tường lại bắt cua như em mà. Ui, mẹ khó thế. Đấy, bắt cua như em mà. Từ từ. Làm nào đấy? Bấm cách thôi, chỉ bấm cách thôi là được. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Bấm cách. Được chưa? Rồi. Như khỉ. Như khỉ à? Bắt nó. Địt mẹ con này như khỉ nhở? Đâu nhở? Nó đi đâu rồi? Nó bên trái. À đây anh ơi. Phải bấm nút anh ơi. Đây, nhảy lên cái nút này anh ơi. Nhảy lên nào? Nhảy hai lần lên. Đéo được. Sao nó cứ đẩy anh ra. Nhảy lên. Rồi, sau bây giờ nhảy can chôn cùng một lúc nhá. 2, 3. Cái này là nó tự bám cho mình đúng không? Đứng lại ai? Đi vào cái này là có tác dụng gì? Có tác dụng gì đâu, để chết chứ còn gì nữa. Chết. Đừng có to bọn. Ê ôi. Nào mà qua đây đấy. Thì phải có cách nào để ly dị không các bạn? Đây, đẩy. Ùn. Ôi.
À. Ôi ôi. Ôi ôi, đi về. Bên này. Sơ quát cái. Trời ơi, đi mẹ tập thể dục đi em ơi. Nhét nó vào. Nhét nó vào cái lỗ. Đúng rồi. Let's go. Cầu thang điện à? Cái gì đấy? Lại anh Dũng rồi. Anh Dũng trốn đúng không? Đau anh ơi. Quy anh ơi. Quy quên. Ui, gặp boss anh ơi. Đủ anh Dũng. Anh Dũng chơi bẩn thật đi. Thật, cứ khó là bỏ anh em lại. Thật. Ôi dồi. Anh ơi, đoạn này hình như là cần trồng chan vỗ húp rồi. Lên, từ từ. À, hiểu. Lên. Rồi, bấm cái nút độ em phát. Nhảy lên, dậm xuống. Được chưa? Cắt chôn trái. Đây, đi. Ôi. Đẳng cấp. Đi. Đi anh ơi. Nhảy. Ôi. Anh. Ê, vợ anh qua trước rồi đấy. Anh. Ừ, lấy đà. Từ, anh có đang livestream không? Đang live. Là trên YouTube cơ. Không. Thế thì bật cái cam lên từ từ. Cho cái cam của anh lên luôn. Rồi, bấm cho em cái nút phát. À đây. Nà, xuống. Ờ. Cái gì đấy? À, cái này để cho em lên. Kéo đi. Kéo như nào? Anh là đàn ông mà, anh hỏi em ở trong. Đúng rồi. Ôi, em nhanh thế nhở? Kéo được. Cái gì để sai nhở? À, nó phải như này, nhầm. Chồng qua đi chồng ơi, đừng có kéo cửa nữa. Qua như nào? Đây, có cái quạt hết quay rồi, bỏ cái đấy ra anh Liễu. À. Lại phải đóng lại nữa, cái gì trẻ lịch sử thế. Qua. Rồi, anh bấm, anh ở đây để em bấm cho. Rồi, em chạy này. 2, 3. Ơi, em bị lắc. Chạy qua đầu kia anh Liễu, chạy qua đầu bên kia. Đâu được. Chạy thẳng. Mất rồi. 2, 3. Chạy anh ơi. Bỏ ra. Đéo cho ra, nó có cho ra đâu. Chạy nhanh. Được rồi. Ok. Đau quá. Đi anh ơi. Đi bạn trông ấy linh hoạt phết đấy. Bây giờ nhá. Bây giờ làm gì? Anh tóm vào cái đỏ đỏ này, anh thấy cái đỏ đỏ đấy không? Anh tóm vào, xong em đưa anh qua bên kia rồi anh nhảy xuống thôi. Tóm vào giữ nút cắt. Để tao quay cho. Không, anh tóm vào. Em việc đéo chứ không phải đến tay vợ đấy. Tóm vào như nào? Nhảy lên, cứ nhảy dính lên là được. Nhảy lên, 2, 3. Lên. Cái gì đấy? Nhảy còn trượt nữa trời. Này nhảy lên này, em để thấp cho anh rồi nè. Đúng rồi, tóm đi. Nhảy ra. Rồi, 2. Giờ làm gì? Đi tiếp anh ơi, bấm nút cho em qua với. Đây là cái phù hợp nhá. Này em nhảy một phát quanh đổi lại. 2, 3. Đổi. Lại này. 2, 3. Đổi. Ê, từ từ. 2, 3. Từ từ. Từ từ. Cho em cao hẳn lên đã. Này, cao hẳn đến đỉnh không? Rồi, 2, 3. Từ từ, 2, 3. Rồi, em qua rồi. Bây giờ đến anh. Đến em. Anh cũng nhảy tương tự. À. Đéo quang đây à? Cái kính bên kia.
Cái kính bên kia. Cái kính bên kia qua đây. À. Đấy. Nhảy đi anh nhảy đi. Rồi chuẩn bị ấn ship phải 2 bác. Rồi từ từ. Từ từ qua đi. Đây em đi điều phối nó phải như thế chứ. Ok. Rồi. Nhảy qua anh ơi. Anh là thằng đi qua à? Cả hai luôn. Có đổi. Anh phải đổi cho em. Anh nhìn thấy cái bên trong không? Ừ. Từ từ. Từ từ nhá. Chưa được. Chuẩn bị này. 2, 3 đổi. Rồi xong rồi. Giờ đến anh à? Không. Anh đứng lên trên cái đây đi. Gì đấy? Anh đứng lên trên cái cột này. Đấy, đứng được không? Nhảy lên. À, cột này á? Ừ. Đứng yên nhá, cẩn thận đập vào đầu. Qua này. Rồi, nhảy qua đây. Ôi trời ơi, mẹ đéo có người vợ nào tần tảo như em luôn. Rồi. À, qua rồi. À, cuối cùng ra được khỏi cái chỗ này. Ui giời. Ok, đéo đi đấy. Boss à? You destroyed my digestion. And you put me away to rot. À, đây là mấy cái đồ cũ ngày xưa anh em mình cất ở trong kho. Sao bây giờ nó quay lại trả thù? I can still fix you. Nó hỏng. Kệ anh ơi. Cái này là cái máy hút bụi đúng không? Đúng rồi. Hey, vacuum. Đại súng vậy? Really gonna believe that, huh? Because I would not. Don't listen to him. Once anh Dung cứ đi kích đều mà. Thôi luôn. Đưa như nào? Em không biết. Em đã chơi đâu. Né à? Ui, bom anh ơi, bom online anh ơi. Đi gần vào nó. À, anh phải nhặt mấy cái đấy vứt ở trong lại cho em. Nhặt mấy quả bom vứt ra cho em. Hút, nhảy lên cái ống ở dưới xong hút. Anh, mất máu anh rồi. Đù. Anh đâu rồi? Chết rồi. Ấn E đi. Thôi. Đáng hiểu lắm. Sao chết được nhỉ? Anh hút đi, dùng cái máy hút đi. Dùng cái máy để hút đạn vào. Hút hết tất cả cái đạn vào. Đúng rồi, hút đi, cố lên. Né đạn này. Né cái này của nó kiểu gì nhỉ? Nhảy 2 lần lên. Hồi sinh đi anh. Còn anh còn em mà. À. Mẹ em chơi Sekiro xong chơi trong này cảm giác quá dễ. Rồi, quay nào. Ủa, cái gì đấy? Đi về đây. Chờ nhá. Này, tham minh này, đi qua. Rồi, bình tĩnh này, em đọc tham minh này. 1, 2. Đi qua đây. Rồi. Thở. Ok. Rồi, lên tiếp vào, anh ở dưới này. Ôi, hút là nghề của anh. Ôi, cái gì đấy? Nó bắn đá anh ơi. Ôi, thịt mẹ. Đè ship đi là được mà. Cái khác gì ngộ không đâu. Ôi mẹ em, cái kia đấy đổ ngay mình ạ. Hỏng rồi. Từ, đừng hút, đang bắn đâu. Rồi. Hút sạch anh ơi. Mẹ anh lái, gì đấy. Làm gì còn gì đâu. Nhảy nè. May. Một phát nữa. Cứ đứng ở trước mặt này để cho nó bắn bom mình. Rồi, lên. Rồi mày chết rồi. Em hình cái con... mày chết rồi. Hút. Thằng này thiết tuổi gì trong làm hút đại đâu. Đấm luôn anh ơi. Giữ nó. Time to finish this. Gì đấy? Bảo mẹ anh ơi. Bà mẹ! Nhấn. Anh nhấn chậm đấy, nhanh lên. Đang sớm ăn. Mẹ, nó đi cơm, nó chậm đấy. Lâu thế. Hút mắt mày luôn. Nhanh lên. Bình tĩnh. Nhanh lên. To. To như em mà.
Ê, sao đình ấy bất ổn quá. Ôi ôi, thế đó à? Thế đó anh còn muốn gì? Từ từ. Ôi, cái chỗ anh Đức bẩn à? Hey, Cody, nhảy qua anh ơi. Đi kiểu gì đấy? Nhảy qua cái kia thôi. Xa đấy á? Trời ơi, chồng mình có vấn đề về chân tay sao ấy? Chỉ cần nhảy qua thôi mà. Anh xuống cái gỗ đi. Anh sợ à? Khởi động bạn. Được chưa? Ít mẹ này á? Đó là. Chỗ đấy á. Đéo được. Mà sao nó tụt luôn nhở? Ok á. Đéo nhảy được Linh đây. Xa quá đi. Đéo nhảy đi nhảy. Anh nhảy hai lần đi. À ơi giờ nhảy hai lần quên. Ui 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 ui, anh có cái gì đấy? À anh là đinh, em là búa. Đúng quá, dập liên tục anh ơi. Đau. Dập liên tục. Mày vụt anh chết mẹ rồi. E lên thì đi lên. Anh hiền e lên. À em đã đập anh xuống. À ở mẹ đấy đi, em đi của mình. Rồi bây giờ anh em thì phải đi đâu nhở? À đây là anh em này. Anh em đi. Anh ném xuống đất đi. Xong để làm gì? Ném đi để em đập. Rồi. Mất rồi. À ui mẹ bu mết à. Mết quá mệt. Cái này đỉnh em ơi. Đỉnh à? Đi. Đi anh ơi. Gì đây? Đi mẹ. Thì ta khác gì ngộ không đâu. Xuống đây ngộ không, cầm cái đinh xuống đây. À anh sẽ di chuyển để em đập. Anh biết chưa cho đập chuột không? Đi anh đi lên đi. Giỏi lên đây. Mẹ à, vừa là lúc này lúc trả thù rồi. Lên đây. Nhưng mà để làm gì đấy? Solo, anh em phải solo thôi. Lên. Mày. Lên đây. Lên đây. Lên hẳn lên đây. Sợ à? Sợ anh em. Chết này. Lên đấy. Sợ à? Lên đây. Không lên hẳn à? Phải lên hẳn mới tính. À thế làm sao để lên hẳn được? Anh phải giữ. Nhá. Lên đây. Láo này. Lên đây. Anh lên càng lâu làm gì? Anh lên càng lâu thì anh càng được nhiều điểm, hiểu không? À lên đây, giỏi lên đây, anh giỏi lên đây. Lên đây. Ôi, cay thật. Lên đây, chưa đủ đâu. Chậm quá. Nào. Lên đây. Quen rồi. Lên đây. Má. Sao lại thắng rồi nhỉ? Chơi trò này làm lại. Đừng có đập thế, cái thế. Mẹ ở dưới lợi thế. Ở trên điểm láo. Đi đâu, anh đi đâu? Lên đây. Lên đây, đừng có nhà cái đít. Bro. Láo. Lên đây, đừng có nhà cái đít. Quen rồi. Láo. Ok. Láo. Ê ui. Láo. Đừng có nhà. Láo. Đừng có nhà. Láo. Đừng có nhà. Ung pin để làm gì? Thôi đi anh ơi. Rồi. Tạch. Ua. Ghê vậy. Ôi bây giờ phải phù hợp với nhá. Rồi. Từ. Đứng lại, từ.
thu lại xong cho nó đứng ở đầu bên kia là được. Rồi thu lại, thu lại. Rồi ném tiếp, ném tiếp. Ok. Ném vào cái... Ê sao lại thu? Chết con mẹ rồi. Thôi thôi thôi, được rồi, hiểu hiểu hiểu. Dùng hai đinh đi anh. Rồi. Cho qua luôn. Cho qua luôn đi anh. Từ từ. Trời. Rồi, bình tĩnh nhá. Cái đinh của anh đâu hả, Lin ơi? Nice one. Đinh của anh hỏi em. À đây 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 đây. Cắm cho em cái trên này, cái bánh xăng. À rồi rồi. Thôi cắm bên kia anh ơi. Cắm hơi lệch thì phải rút lại đi anh, cắm cái đường khác đi. Ê đừng rút về mất. Rút là chết. Mày nhảy ngược về đi ăn. Trời ơi. Quá nhẹ. Rồi qua đi anh ơi. Đâu rồi anh? Qua đâu? Nhảy xuống. À. Đi. Đấy đi nghe cái đi thứ ba đấy mà. Đấy. Ơi, ơi, các bạn này. Các bạn hiểm rồi. There's the toolbox. Both of you, come on, help me break it open. Mở ra anh, ơ đâu rồi? All right, Cody, could you use some extra force here? Nào. Anh em dập này. I don't think bạn phút. Cái gì đấy? Bây giờ là ra ngoài nhà đây đúng không? Ui, cái hộp này cũng là quái vật à? Phải đuổi à? À, boss anh ơi. Ném. Đéo được. Wow, wow, wow. À, phải đi, phải đi, anh em phải đi, phải đi. Đúng rồi, phải đi. Phải đi anh ơi, chạy nhanh lên, nó bắn. Một thằng chạy nhanh, thằng chạy chậm. Đừng chết nhá. Từ 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 từ, đang đập. Nhanh lên anh ơi. Tôi đi đâu? Ném vào cái đinh kia, ném vào cái đinh kia. Hồi sinh đi, hồi sinh đi. Rồi. Ui. He's getting away. Faster, ui thế mà cũng chết á. Đừng chết anh ơi. I'm trying. You're a bit heavy-headed. Ông được chưa? Cái đi con mẹ cái thằng cục cạc này nó ném đi đâu đấy. Rồi. 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 Con chó lại. Ây à, ây à, ây à. À, nó cho mình. Ném đi anh, ném thử đi. Watch out! Ê, thật nhảy à. À, bắn đinh vào đấy, cái đống tròn này, có cái tròn tròn này. Đúng rồi. Rồi. Rồi làm gì? Đây, bắn đinh vào hai cái tay nó cho em nhảy qua em đập. Trái, tay trái, tay trái. Trái, đấy là phải. Đâu? Đấy, cái ô ở giữa được. Cái cửu tay của nó ấy. Kiểu tay anh ném rồi mà. Không. Có hai cái ô vàng vàng kiểu tay giống như lúc nãy để em đu ấy. Nó gạt, nó gạt, nó gạt, nó gạt. Ném vào, ném vào, ném vào. Rồi ném rồi. Vào cái kiểu tay đó. Phải. Anh nhìn cái vàng vàng này đấy. Rồi. Rồi. Ôi, từ từ để em lặp lại. Dậy đi em ơi. Ờ, từ từ, dậy em. Rút đinh về. Ném 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 anh ơi.
Ôi đi. Như sương tiễn. Ui đập kia, đập kia, đập kia, đập kia. Ui dồi ôi. Ra làm gì? Ôi sao nó đánh em mà. À. À. Lấy cái đéo gì đấy? Ui dồi ôi, quẹt lên trời mày quan. À. Anh đâu? Anh đâu? Anh ấy sợ quá chạy ngã. Né thôi, né thôi là được. Né là được. Tao chơi Sekiro rồi, cái trò này nó quá đơn giản. Đéo được, ăn cứt luôn. Ủa nó xoay nữa, nó quá tính nữa. Nó gạt tiếp vậy anh ơi, gạt, chuẩn bị tiếp vậy. Rồi, đinh. Đinh. Rồi. Nhờn. Lại nữa hả? À không. Ui, em bồ rù vãi. Quần. À. Cái gì đấy? Địt mẹ, như phát này nó có xịt lửa em ạ. Địt mẹ thằng này lý ấy nhở? À, anh bắn vào cái của nó à? Bắn cái gì? Ây ảo ơi. Cố lên Lin đây. Bắn vào cái... nó có một cái màu vàng ở trên cái đấy nó đây. Đập ấy, nó đập ấy. Long past negotiating, Cody. Sao mà ném được nó nhỉ? Từ từ, thì nó giơ tay ra mình ném. Đấy, nó giơ tay này, nó giơ này, tôi chỉ bị giơ đấy. À, em đập à? Anh nhảy lên cái kia, Please, nhảy lên cái kia để em đập anh lên. Hiểu. Right, nè, 2, 3. Ném. Ném đi nhanh lên anh. Thôi đéo được. Ném đủ vào đấy là được. Ném một góc đi anh. Này vào lên. Rồi. Ném được hai cái mà. Được có một à. Anh ném trượt cái thứ hai kìa. Ờ. Lên. Đấy, ném được hai cái. Ném được 2 cái mà. Cô nhìn thấy anh Leo ném 2 cái, chẳng qua ném chậm quá. Đâu, cái thứ hai anh ném xong rồi nó cứ bị bay ra ấy. Tại vì chậm quá. À. Ôi, em bọn cút bóc vào chơi với nhau à? À, đây này. Thằng kia nó ăn bọn này. Woohoo! I feel brand new! Look at me! I'm whole! You saved us from that rust and toolbox! Quý anh ơi! Thank you, May. You are a true hero! Oh no! She's leaving! Rose, wait! Đi đâu đây con gái đi đâu ấy? Con bé này điếc à? Bé này điếc à? Là anh súng ạ, đi thề anh súng bóp dài hơn. Oh, you stupid buck. Paul, you've locked us in, you idiot. Now we're stuck in. Anh súng bóp vãi cút. He's a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss the one that's open. Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good thinking, man. Let's go to the window. Woo! Book is out of his mind, okay? Đi xong à? Đi. Anh Dũng mà. Bắt đầu anh Dũng tóc xăng. Anh Dũng đúng vì kiếm việc về cho anh em làm. Thật. No, distance is too far. Skip. Anh Dũng nói nhiều quá. All right, let's swing across.
Yeah, but whoa, that tree is. Anh Dũng dạy mình tắt răng. Ôi, phải nhảy qua hai. Nhìn á, nhìn góc khác. Trái. 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 Vai lại về từ đâu à? Đi con rồi. Đây à, nhảy lên cái này à? Nhảy lên treo lâu lắm rồi, mỏi tay lắm rồi. Hợp lý luôn đấy chứ. Các bạn phải nôn hết, dục của tôi nhanh lên. Skip. I don't like it. We gotta get to Rose's room. Can't you see how far away it is? Skip anh ơi. À đây. That's why we gotta keep moving. Bắt đầu đi xuống cái cây để về nhà đấy đúng không? Đúng rồi. Đẩy cái gì đấy? Tí là làm mình xuống cái gốc cây đấy. Bị chói mẹ ơi. Ngay đi mẹ. Mình như va cả lũ kiến đấy sao ấy. Are you working for the wasps? What? The wasps? Don't play dumb. Mẹ ơi, chuột à. Quy đi em ơi. Đi mẹ, bọn này gấu quá nhở. Bọn này bọn gì đấy? Quy đi anh ơi. Bọn này nó có cả một tổ chức ở đây luôn em ơi. À, đến lúc đánh bọn nó rồi. À, đẩy mình ra ngoài, mẹ xúc hút lửa này. Ui, đổi anh. Ui, phải giết. Giant wasps, wasps là con gì nhở? Đéo đổi súng được nhở? A target, hả? Chơi game 3 lần. Mai Việt Hóa này ngồi đọc các bạn ạ. À, từ để em chỉnh cái xe lên cao phát. Chạy qua anh ơi. Anh đâu, mày đâu? À, anh đi một đường khác nhau. Thế làm là để anh qua. Tốt rồi, anh em đi một đường khác nhau. Lý ơi, anh lạc rồi. Sao đéo. Đéo cho anh bắn cái đấy nhở? Anh bắn cái khác. Anh bắn vào đâu? Từ đó, từ nghiên cứu xem cái này tôi bắn vào đâu. Bắn đi. Đấy nó nặng ấy, nó rơi xuống dần đây, trời đu. À. Rồi, à anh đây. Bắn vào cái cây đi anh ơi. Ôi, nhổ nước bọt. Đi, mẹ đúng này anh em ơi. Đi. Yeah. This is a war zone. Cái gì đây? Đi, mẹ trong cái cây là có một hệ sinh thái luôn mà. Ngắm anh ơi, ngắm tập bắn này. Đấy. Bắn ạ. Ngắm anh ơi, tiếp. Phối hợp với, có thể là phối hợp với. Chưa. Rồi, xong rồi. Trời, êm là nghề của anh em mình. Đi anh ơi. Bắn đi anh cho nó nặng. This one's ready. Cái của anh như kiểu là sáp ấy. Ờ, sáp ong. Bây giờ em bắn nổ cái sáp ong đấy của anh à, để cho cái cầu đi lên trên. Ờ, đúng rồi. Ờ, đi đâu đây? Khó nhở. Nhảy lên đấy, à em phải bắn. Quên mất, cho em xuống đi anh ơi. Rồi. Anh kéo nó xuống đi. À, nhắc anh em mình lên như thế. Rồi. Ờ, kéo nó xuống anh ơi. Đái cao lên. Ui dồi ôi. Đi qua. Phóng quế của em. Rồi, nhảy qua này. Nice. Progress. Điệp. Nhìn nhào rồi đấy, cái đi.
Thực. Rồi. Bắn hộ bé. Qua đi anh. Rồi, bắn nó xuống tiếp. Thôi. Qua đi anh. Well, this got interesting. They're experimenting on an acorn. Yeah. They really are nuts. Look at those Tesla coils. These squirrels seem far more capable than I thought. What? Hạt rẻ, hạt chủng luôn mà. Tôi có cảm giác có gì đấy không đúng nữa. Tao mày đâu rồi? Từ em sang bên này. Làm gì đấy? Từ chưa lót được đoạn này. Chưa. Đây. Bắn cái binh đấy để em đứng lên đây. Ờ, mày nhảy lên đi á. Rồi. Được chưa? Rồi. Được chưa? Nhầm hướng rồi. Đít. Đít. Nào nhỉ? À mày bắn bên này chứ nhỉ? Đúng rồi. Đây chứ. Bắn đi anh, cố lên. Đéo được. Mình đéo cầm súng được nữa các bạn ạ. Trồn. Đổ góc đi anh, đổ góc đi. Cục đấy nó bị đầy rồi. Đấy, bắn nặng cái bên trái là được mà. Bắn cái bên trái thật nặng vào. Đúng rồi. Rồi, em qua rồi. Đổ cái. Nhanh, không có rơi. Tiếp anh ơi. Nhầm cái rồi. Bịt mèo mới đái. Rồi anh lên cái hôm bên kia đi. Rồi lên nào. Cái sau lưng cái lúc đầu mình đứng ấy. Để em bắn anh lên. À. Rồi. Quá thợ. Cậu. Bắn bừa thế. Bắn con trượt. Rồi. Kéo co à? Kéo co à? Trời. Chuẩn bị spam rồi, này. Bấm mới bấm me thôi sao ấy. 2, 3. Thì spam me này. Mày nhạy hơn nút anh mà. Nhạy sao được, anh em như nhau. Như nhau, mày nhanh hơn anh. Anh để có không chấm mấy thôi. Không liên quan, không chấm, chỉ bấm thôi mà anh. Tốc độ ai nhanh hơn, xổ. Ôi. Vua spam. Lại này. Đâu thử lại mà. Cho các bạn xem, tôi bấm này. Đâu, anh xem nào. Sẵn chưa? Rồi. Ơ, ấn nhầm. Nào. Sẵn sàng chưa? Ready này. À. Nào, anh thử bấm lên, anh nhảy nhanh nhất. Cũng không thể nhanh bằng mày được. Thế do tay của em nhanh ấy chứ. À, không. Đấy, đúng chưa? Cái phím mày nhanh hơn. Không phải phím, do tay của em nhanh. Anh không hiểu đâu, em bấm nhanh vãi trưởng. Are you sure you didn't cheat? Thằng này nó bấm tất cả các nút số 3 để bằng nút giữa mà anh. À, bằng ngón giữa mà anh. À, đi anh ơi. Đi. Cái này nó không phải to hơn đâu. Tôi hiểu rồi, anh tạo sức nặng để bánh quay nó lăn thôi. Ôi anh ơi, con gì đấy anh ơi? Không. Ôi, em, đi mẹ. Toàn sân xe ở đây, mày. Nhà không có gì ngoài nước bọt. Mày, tiếp tục anh ơi. Rồi, cái thứ hai. Ui, con này nó thiên, Né đi, anh đi sau lưng nó đi. Đi sau lưng nó đi anh. Đi sau lưng nó đi. Để em phụ cho. Đi sau lưng nó, đúng mà. Đéo được. Rồi. Sau lưng nó. Chờ nó đông trượt thì bắn vào lưng nó. Bắn vào lưng nó.
Ủa má, mình không né nó. Tiếp mẹ. Trời, Sekiro mấy ngày hôm nay rồi, mấy con này sao làm khó được tôi. Ơ thì con mẹ nó cứ đâm mình mà. Con vẫn xấu. Bắn đi anh Leo ơi. Tiếp tục. Để nó đuổi em đi, để nó đuổi em đi. Chạy cắt để nó đuổi em. Nó đang ngắm anh. À, nó thay đổi mục tiêu à. Cứ tiếp tục anh ơi. Nạp đạn đã anh ơi. Where is your honor? Tiếp anh ơi. Quá non nớt. Go 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 go. Wow. True intruder. What? Lại đây. Mẹ mày, bọn này nó có nhau quân luôn mà. Đánh chúng nó sợ cái chó ấy. Đi. Anh bắn đi. À, vẫn là anh tưới à? Phải là anh tưới em bắn. Luôn lúc nào cũng thế. Đừng bắn con nhộng ấy, bắn con nhộng ấy. Vừa bắn vừa đi tiếp anh ơi. Đi. Anh em chơi không sát sinh. Kén nó còn... Cái lồn gì đây? Đấy, em rơi xuống. Bắn tiếp vào chai trên cao anh ơi. Ừ. Bắn chưa rồi anh ơi. Ôi. Đi đây, đi đây. Ngắm vào mấy con đấy đi. Phải chiến đấu đấy, phải chiến đấu đấy. Từ từ anh ơi, đang chịu em được. Bắn đi. Đang chiến đấu à? Đéo chết được nó à? Anh bắn trượt mà. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên anh ơi. Lên đây bắn cái chai này. Ơ. U địt. Bắn cái chai trên cao đi anh ơi. Bắn cái chai trên cao đi anh ơi. Rồi bắn rồi, bắn rồi. Thôi để em nhảy lên, để em nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên này. Vừa bắn vừa đi lên này. Ấn nhầm á. Đánh nhau, đang đánh nhau chung ảnh à. Ê, cho em vào phát. Ờ, tao thử chụp ảnh á. Chụp em cái. Ê, ê. Quick, không, không. Phải cái anh cả mày. Làm nào nhỉ? Bấm nút ở trên anh. The timer's going. Vào đây, tạo dáng anh ơi. Ở đây. Ơ kìa, không tạo dáng à? Sao anh? Anh không tạo dáng à? Đấy, lại nào, em giờ bấm nút nha. Chụp ảnh à. Ngắm đã. Từ từ nhá, đứng ở vị trí cũ nhá, để chỉnh cái ống ngắm phát. Đấy, cạo lên một xíu. Góc này đẹp rồi, che không với anh. Rồi, góc toàn cảnh đẹp rồi. Chuẩn bị bấm nút này, vào vị trí này. Không, anh đứng bên đấy á. Thế thì em phải chỉnh lại tí. Ok nhỉ, ghê nhỉ. Người mẫu phết. Nào, chụp ảnh nhá. Rồi. All right, there it goes. 2, 3. Rồi, ảnh đẹp anh ơi. Ra xem anh ơi. Ui. Clever. À, đẹp vãi luôn. Anh đẹp vãi luôn. Đâu? Đây. Này là của ai đây? Tấm của em này. Em chụp hai anh em mình này. Tấm đây của anh mày luôn này. Tấm bên trái đẹp hơn.
Mẹ Khoa cứ kể cái chuyện đéo gì. Rồi. Rồi, here we go again. Only one way out. They're back with their crazy songs. Quên, đi tạo nào à? Né cơ. Quên. Anh có biết né không đây? Anh có biết né không đây? Em né giỏi lắm. Biết, biết. Giỏi lắm. Người chơi Sekiro khác mấy cái trò này. Ôi trời ơi. Người chơi Sekiro mấy cái trò này quá là đơn giản. Ghê ghê ghê. Ủa thôi ăn cứt rồi. Vào ổ đấy, vào ổ đấy. Trông nó sai sai ấy nhỉ. What is this place? Đi, mẹ đi nào, đi vào lò của nó. They look pretty angry. Mẹ bọn nó trông có vẻ hơi hơi bực mình anh ơi. Trông chúng nó hơi cáu anh. Ôi đủ má. Cái gì vậy? Em bảo mạnh ai người để sống nhá. Cưới vào đâu nữa, hình như phải hai thằng bắn đấy. Mạnh ai người để sống nhá. Bắn đi anh ơi. Nó đéo dính anh ơi. Nhìn anh rồi. Phải bắn vào đâu ấy? Phải bắn vào mấy cái ở dưới đất này sao á? Hay ảo ơi, đi con mẹ mẹ nó. Anh bắn mấy cái dưới đất đi. Rồi hiểu rồi. Mấy cái tròn tròn dưới đất đấy. Đấy đúng rồi, để cho nó nảy lên. Hiểu rồi. Đúng rồi, bắn cái đấy cho nó nảy lên. Tí nó đi qua thì em bắn đổ. Hiểu rồi, anh cứ đi tưới đúng không? Ừ, đúng rồi, đi tưới đi, nó đuổi em rồi. Sóng này. Đi tưới đi, tưới đi, em dụ nó vào cho. Ê ảo ơi, địt con. Tưới tiếp đi, tưới tiếp đi. Đuổi tao nè. Ê ôi. Sao anh dính được thế? Tại sao mày lỗ? Lấp lỗ cho mày, bắn vào trong đi, bắn vào trong đi anh. Bắn nhiều vào. Bắn vào trong đi, bắn nhiều vào. Bắn đi cho nó tràn ra ngoài đi. Bắn sâu vào. Trời ơi. Con mẹ đéo để ý cái e đấy cơ. Anh bắn đi, anh đừng chết nữa. Đấy, anh bắn đi, chớ đấy. Đấy mà, chớ nhiều lắm đấy. Nghe đi. Chết rồi. Yeah, boy. Ôi, bọn nó vỗ tay cho mình kìa. Chúng nó vỗ tay cho anh em mình kìa. Wait. Mẹ ơi, biết nói này. I'm just a beetle. I don't even like the wasps. So why are you on their side? Ý là nó cũng bị bắt vào à, đây. À, lính đánh thuê. Nó lính đánh thuê. Huh? Worms, slugs, larvae. Oh, lính đánh thuê các bạn ơi. And gluten free. I get paid nectar. Skip anh ơi, coi này nó nhiều quá. Well, you know the queen, she has all the nectar. Skip à? Ừ. You help us. Con này sẽ giúp anh em mình hạ gục. Lên anh ơi, cưỡi đó. Bắn anh ơi. Anh là người lái mà. Anh là lái chú lái tàu. Đúng rồi, anh lái tàu đi. À, phải bắn hết cái này à? Thể quá, cho chú lái tàu cứ đâm đầu vào lửa đấy. Chưa quen. Không chết đéo nào chú lái tàu cứ đâm đầu vào lửa đấy. Cái đít. Né chú lái tàu. Né đây. Ôi, đây là Hữu Nghĩa. Đi vậy mình. Đây chắc chắn là thằng Hữu Nghĩa. Anh em mình lái là Hữu Nghĩa anh ơi. Vãi luôn, bay thẳng vào đây luôn à? Vậy thằng Nghĩa này ngu thế. Nghĩa ơi. Nghĩa ơi. Không, Nghĩa. À, Nghĩa tăng điên cuồng phết đấy. Vậy tăng cũng điên cuồng phết. Nghĩa nó bỏ anh em mình rồi anh ơi. Nghĩa ơi. Nghĩa đi mẹ rồi. Nghĩa vào sai không? Nghĩa chết mẹ luôn rồi. Hay luôn, ông máy á. Ông máy á. Hình như anh phải tưới vào cái vòi kia sao đấy. Em cũng nhìn thấy trông có vẻ thế. Boss Queen. Tưới vào trong anh ơi. Nó đập anh kìa. Đúng rồi, tưới vào đi anh ơi.
Anh cứ di chuyển từ từ đi em bắn cho. Bọn nó đỡ. Anh bắn nó trong con ong đi. Đấy. Tiếp anh ơi, đua, đua, đi anh ơi, đi anh ơi, phải đi vòng tròn anh ơi. Bắn luôn chết luôn. Phải đi anh ơi. Phải đi trên cái này này, đúng rồi. Bắn sau lưng này, nó có dấu ích sau lưng nó này. Ôi. Anh bắn nó chưa? Đang bắn đấy. Bắn sau lưng nó chưa? Không bắn được à? Rồi, sau lưng rồi đấy. Mày có thể không bắn được thì sao ấy. Ôi, bắn một chỗ ít đi anh ơi. À rồi, bắn vào. Ôi, máy bay luôn mà, vãi luôn, đã ông lại còn máy bay gì ạ? Bắn ảo đây. Ê, nhảy coi. Quả luôn bên năm hai à? Ui, chết rồi. Có gần này này, đừng có né, càng né là càng chết. Ờ. Đi, em đừng chết anh ơi. Vẫn dính, nó rơi xuống mở ra phát. Anh đâu ấy, nhảy mẹ xuống dưới rồi. Ui, hồi sinh chưa? Hắn vỡ hết từng đấy cái chỗ của nó cơ. Bắn ê, chiếc bụng mà đi. Rồi. Bắn chiếc bụng đi anh. Rồi bắn phần lưng hơn nữa. Rồi, tâm ấy rồi đấy. Tâm cao chưa? Rồi. Rồi, thấy rồi. Rồi, nó rơi cái nắp rồi. Chỉ còn cái bụng dưới thôi. Lại tiếp bên 52 rồi. Đã biết là lần này như nào ấy. Ở bên 52 tiếp. Ui đụng má, bên 52 là này cắt kéo trên Lady anh ơi. Đây là trễ hơn không? Alo. Đụng má. Ây ảo ơi. Ây ảo, ây ảo ơi. Đừng chết anh ơi. Thịt cả mình như chuột. Tiếp tục rồi, tiếp tục rồi. Bắn đây anh ơi. Mẹ lại không tập trung rồi. Lại không tập trung rồi, cay thật. Bụng nó anh ơi, bắn nó bụng nó anh ơi. Còn nó đỡ nhiều quá. Bụng anh ơi. Rồi. Cái đéo đây. Nóng nảy cái đéo đây. Bắn cái xích. Đây anh ơi. Ui. Phải ép vào rồi. Ui phải nhảy nữa, Không chết được. Nhảy. Quá tập trung bắn, nó nhảy anh ơi. Hay à? Quên đấy. Nó bảo vệ cái xích quá. Một vòng nữa thôi anh ơi. Nó bo kinh quá. Xích này. Xích này. Xích anh ơi, lộ xích này. Lộ xích rồi. Ôi, không để ý. Đây rồi, lộ rồi. Đi mẹ bắn đéo trúng rồi. Đây rồi. Này. Gì đây? Lửa. Sao con này béo đấy? Con này đéo phải trúng. Sao con này béo thế? Con này kiểu đít mẹ để nuôi để thịt thôi.
Nexa. Rồi mà chơi nốt. Bây giờ cứ vào lại xem còn lưu không? Còn anh ơi, vẫn còn lưu checkpoint mà. Còn lưu. Mẹ mai còn đi làm, còn đi dạy nữa. Còn chơi phát đến 5 rưỡi luôn rồi mà.